Con gái kêu sắp chết vì có con gì trong bụng, mẹ chết đứng, biết con bị xâm hại. Chiều ngày 6 tháng 8, tôi tìm đến nơi ở của gia đình cô NTHK, 47 tuổi, ngụ đường Nguyễn Bình, ấp 2, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Người mẹ có con gái 17 tuổi bị xâm hại sắp đến ngày sinh. Nhìn bé G 17 tuổi ôm gấu bông ngồi thu lu trong góc nhà, cô ca không kìm nổi xót xa. Cô tâm sự rằng Mấy tháng trước tôi không thấy con bé sử dụng băng vệ sinh nên hỏi sao chưa đến kỳ kinh nguyệt. Nó trả lời nóng trong người khiến kinh thất thường. Thời gian sau con bé mập lên nhiều. Tôi phủ đầu nói con đã làm chuyện người lớn nên có thai phải không? Nhưng nó khẳng định không hề quan hệ tình dục với ai. Thấy gờ có biểu hiện bất thường, cô nhờ em gái đến nói chuyện với cháu. Tuy nhiên cháu bé vẫn một mực nói chưa quan hệ với ai. Một hôm nó chạy xuống nhà mếu máo. Trong bụng con có con gì nhúc nhích, chắc con bị bệnh sắp chết. Nghe xong, tôi chỉ biết ngồi nhìn con và khóc. Con bé đã lớn nhưng không có khôn, đến chuyện mang thai cũng không hay biết. Người làm mẹ như tôi thật đáng trách vì mải mê lo cuộc sống mà ít quan tâm đến con cái. Cô ca giản vặt. Vợ chồng tôi đã chuẩn bị tâm lý con có thai và tính sẽ nuôi cháu ngoại hoặc gả con gái cho người đó. Do gánh nặng cơm áo gạo tiền, cô ca đi làm từ sáng sớm khi con chưa ngủ dậy. Buổi tối cô ngủ thì gờ chưa tan ca. Vì vậy mẹ con ít gặp nhau, nói chuyện cùng nhau. Bữa sau, cô thấy con than mệt nên hẹn chiều đi bệnh viện. Đến trưa, bé né tránh không đi, cô đành gọi em gái lên nhà làm giữ để gờ nói ra sự thật, đã quan hệ với ai. Cô nói, con bé khai nói ra khó xử lắm, chị nờ, tức chị họ, sẽ đánh chết con. Nghe vậy tôi biết ai là tác giả cái thai, tôi buồn rùn chân tay và ngã quỵ, không biết phải xử trí ra sao. Đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán G mang thai được 7 tháng, khiến cô một lần nữa chết lặng. Bé G là con thứ hai của vợ chồng cô học hết lớp 7, em nghỉ ở nhà vì biến cố gia đình, sau đó em đến xưởng của anh rể làm thuê. Cuối năm ngoái, mẹ bị tai nạn nên em nghỉ ở nhà chăm sóc. Thời gian ấy, anh rể đã dụ G vào nhà nghỉ và ép quan hệ tình dục. Cô nói, chính thằng L đã thừa nhận ép con bé quan hệ tình dục, giờ lại lật lọng, chối bỏ. G kể lại, Hôm đó em xin mẹ ra quận 7 gặp bạn. Khi về, anh L gọi điện hỏi em đang ở đâu, rồi nói sẽ chạy qua đón. Đến Trung Sơn, anh rủ em vào quán ăn đồ nướng. Ra về, anh chở em đi lòng vòng các hẻm và nói vào đây có việc, xong sẽ đưa về nhà sau. Ở đó anh đã ép em làm chuyện người lớn và dọa nói ra sẽ bị chị N đánh chết. Từ bữa đó, anh L chưa gặp lại em lần nào. Biết cháu rể là thủ phạm, cô ca hẹn ra quán nói chuyện. Tại đây hắn đã thú nhận trước Tết có quan hệ với G và biết sai nên chưa dám gặp lại. Cô thông báo G đã có thai 7 tháng, hắn vui mừng và đồng ý đứa trẻ chào đời sẽ đón về nuôi. Cô bức xúc, nghĩ đến tình gia đình, tôi không thừa với công an, thay vào đó tôi sẽ chăm sóc con đến ngày sinh, rồi âm thầm giao cháu cho thằng L coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngờ đâu bữa sau nó nói con tôi quan hệ với thằng khác rồi đổ thừa cho nó, nếu con G có thai với người ngoài, tôi chấp nhận bị lăng mạ, đằng này nó là người thân trong gia đình mà nói vậy thật cay đắng. Sự việc vỡ lở, gia đình L đã đến gặp cô, họ đưa 60 triệu với thỏa thuận sẽ không lên công an trình báo, nhưng cô không đồng ý. Nhắc đến đứa trẻ sắp chào đời, cô buồn rầu và nói: "Chừng một tháng nữa con tôi sẽ sinh, tôi đã khóc khi nghĩ đến chuyện tương lai. Quả thực tôi không thể nuôi dưỡng cháu, nhưng sau này tôi sợ nó bị người đời châm chọc là đứa con rơi, nó sẽ mang tâm lý không tốt khi bước vào đời." Vì vậy tôi quyết định gửi gắm bé vào gia đình khác để không biết thân phận thật của mình, tôi không muốn con bé sẽ khổ giống như mẹ nó. Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội đã tiếp nhận sự việc và hỗ trợ pháp lý giúp gia đình tố cáo nghi phạm. Hồ sơ tố cáo đã được cơ quan điều tra huyện Bình Chánh thụ lý giải quyết. Hiện tại luật sư đang tiến hành các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận người bảo vệ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại từ giai đoạn điều tra cho đến khi kết thúc vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Bà ngoại bé trai 1 tuổi bị bạo hành, sau họ độc ác thế. Trưa ngày 6 tháng 8, bé trai chừng 1 tuổi bị bạo hành đã được chuyển từ khoa cấp cứu sang khoa hồi sức ngoại của Bệnh viện Nhi Trung ương để sẵn sàng cho việc phẫu thuật. Nguồn tin của các báo cho biết, việc chấn thương sọ não khiến sức khỏe bệnh nhi xấu đi từ đêm ngày 5 tháng 8. Túc trực bên ngoài phòng điều trị bà Hoàng Thị Nga là bà ngoại của bé trai, đứng ngồi không yên. Chốc chốc lại ngó qua khe cửa, người phụ nữ luống tuổi nói rằng Bà biết sự việc vào tối ngày hôm qua, khi một cảnh sát nhận ra bệnh nhi bị bạo hành giống con trai của Đinh Lan Hương là con gái bà, vừa bị bắt vì liên quan đến ma túy. Bà nội bé trai bắt đầu câu chuyện. Trước lúc bị bạo hành, cháu bụ bẫm lắm, ai nhìn cũng yêu. Không biết kẻ đã gây ra việc này là ai mà sao họ độc ác thế. Theo lời bà Nga, gia đình không hay biết cô con gái 34 tuổi sinh thêm bé trai cho đến khi Hương bị công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ hồi tháng 7. Trước đó người phụ nữ là mẹ của năm đứa trẻ sống lang thang với đám bạn không liên lạc với gia đình. Ba đứa con đầu được vợ chồng bà Nga đưa về chăm nuôi, tuy nhiên Hương không thăm nom các con, cũng chưa từng gửi một đồng để ba đứa mua quả bánh. Chồng bị bắt, Hương cũng vướng vòng lao lý vì một tội danh liên quan đến ma túy. Cô ta được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con gái, là con chung của Hương với người tình. Sau đó bé gái này được bên nội nhận về nuôi. Suốt hơn 2 năm qua, Hương cũng không qua lại chăm bẫm. Người thân cho rằng bé trai bị bạo hành được Hương sinh ra để nhằm tiếp tục nợ án phạt. Hôm bị công an hai bà Trưng bắt quả tang, người phụ nữ này đã giấu nhiều ma túy trong áo ngực, sau đó cháu bé được bạn bè của Hương chăm sóc. Bà Nga khóc và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cháu ngoại, bà nói: "Công an giữ nhóm đưa cháu tôi vào viện thì sẽ sớm tìm ra kẻ gây chuyện này, thằng bé có tội tình gì mà nỡ đánh nó đến chấn thương sọ não." Cũng có mặt tại bệnh viện, bà Nguyễn Kim Anh là người đang chăm sóc con gái thứ tư của Hương, nói rằng 10 ngày trước bà đã đi tìm bé trai nhưng không có kết quả. Người phụ nữ buồn bã nói, Hương khai với công an rằng cháu bé là máu mủ của con trai tôi. Nó có bầu chỉ một tuần trước khi con tôi bị cảnh sát bắt. Giá như gia đình tìm được thằng bé thì sự việc này đã không xảy ra. Theo bà Kim Anh, việc không có nhiều thông tin về Hương khi cả nhà chỉ biết ra đường lần do bé trai trong vô vọng. Bà Kim Anh kể, có lần tôi lang thang mấy ngày ở khu yên phụ nhưng chẳng thể nào tìm ra người đang nuôi nấng cháu. Theo tìm hiểu của Dinh.vn sau khi Hương bị bắt, bé trai được một phụ nữ tên là Chi ở Ba Đình, Hà Nội chăm sóc. Sau đó Chi đã giao cháu bé cho Nguyễn Thanh Hằng ở phố Yên Phụ, Ba Đình nuôi nấng. Người phụ nữ có ngoại hình giống đàn ông này là người đã đưa cháu bé vào viện, sau đó bị cảnh sát đưa về trụ sở khi quay lại tìm bệnh nhi. Anh Trần Văn Thắng là em họ gần nhà Hằng cho biết khoảng 10 ngày trước, Hằng nhận một bé trai bị sức chán về nuôi. Người phụ nữ sống một mình trong căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông, nói rằng nuôi giúp con một người quen bị ngã. Anh Thắng kể, Cả ngày bé trai ở trong phòng cùng chị Hằng, tôi ở ngay dưới, chỉ thỉnh thoảng thấy cháu khóc nhỏ, chứ không phát hiện điều gì bất thường. Vẫn theo người đàn ông này, thời điểm chị Hằng còn ở nhà, có một nam thanh niên tên Biển thỉnh thoảng tiếp tế đồ ăn và quần áo cho cháu bé. Sau đó anh Thắng biết việc bé trai bị bạo hành khi xem tin tức trên mạng. Ngày 4 tháng 8, bé trai chừng một tuổi được một người đưa đến Bệnh viện Việt Nam Cuba trong tình trạng hôn mê, co giật, bầm tím toàn thân, xây sức ở cổ và bộ phận sinh dục. Sau khi được hồi sức cấp cứu, bệnh nhi được chuyển tới bệnh viện Sanh Pôn rồi đưa sang viện nhi trung ương. Tại đây các bác sĩ xác định não của bé trai bị tổn thương. Xác định bé trai bị bạo hành, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ. Cùng ngày, cảnh sát phát hiện 5 người đến bệnh viện hỏi thăm tung tích cháu bé. Trong số này có người phụ nữ đã đưa bé trai vào cấp cứu. Làm việc với cảnh sát, người này khai tên là Nguyễn Thanh Hằng, 39 tuổi, ở quận Ba Đình. Theo lời khai, sau khi mẹ cháu bé bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy, bé trai được gửi cho một người quen nhờ nuôi. Vào đầu tháng 8, người này bận việc riêng nên đã nhờ hàng chăm sóc. Sát hại vợ lúc rạng sáng vì nghi ngoại tình Thưa quý vị và các bạn, chiều mùng 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đinh Thuận cho biết đã phân công lực lượng theo dõi tình hình sức khỏe của nghi can Lê Quang Dũng, 40 tuổi, ngụ xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, để lấy lời khai làm rõ hành vi giết người. Theo cơ quan công an, do nghi ngờ vợ ngoại tình khoảng 1 giờ 45 phút ngày 4 tháng 8, Dũng đã dùng dao Thái Lan đâm chết vợ mình là Lê Thị Hát, 30 tuổi, ngụ cùng xã Phước Thuận, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi đâm chết vợ, Dũng dùng dao cắt cổ tự tử nhưng được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay tình trạng sức khỏe của Dũng đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên Dũng vẫn có biểu hiện tiếp tục tự tử. Bé trai 1 tuổi bị bạo hành bơ vơ ở viện đang nguy kịch. Bé trai này đã được chuyển sang khoa hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội theo dõi từ ngày 6 tháng 8. Sức khỏe của bệnh nhi diễn biến xấu do sốt cao, xuất hiện co giật, phải thở oxy hỗ trợ, chi giác lơ mơ. Bệnh viện đang huy động mọi điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa cho cháu bé. Cháu bé bị chấn thương sọ não, có máu tụ trong não khá nặng. Hiện có hai người đó là bà nội và bà ngoại của bé đã nhận đến bệnh viện chăm sóc. Sáng ngày 4 tháng 8, bé trai khoảng 1 tuổi được một người tự xưng là hàng xóm đưa vào bệnh viện Việt Nam Cuba. Sau đó bé được chuyển sang bệnh viện Sanh sau vài giờ lại chuyển tiếp đến bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu rất hoảng sợ, khắp cơ thể toàn vết thâm tím, vết thương cả cũ lẫn mới. Hai chân chẳng chịt những vết làn ngang dọc màu tím, đỏ, hơi vàng, vùng trán cũng dày đặc những vết bầm dập. Ở vùng bìu của bé còn rõ tổn thương màu đỏ tươi. Nghi ngờ bé bị bạo hành, bệnh viện đã mời công an điều tra. Ngày 5 tháng 8, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra về vụ bé trai nghi bị bạo hành.